bọn anh đang có mặt tại phố đi bộ này. Thì kênh YouTube của mình đang hiện tại đang được đạt được 153.000 người đăng ký rồi. Thì mọi người mình mong mọi người là ủng hộ mình, share clip này cho mình. Để mọi người cùng xem nhá. Thì hôm nay thì mình có hẹn Văn Anh lên phố đi bộ để phục vụ Văn Anh. Thế phục vụ cái gì không? Phục vụ cái bộ trước mà ông sổ hàng chúng tôi ấy. Sổ hàng mọi người bất kỳ ông chúng tôi ấy. Đấy. Mà tôi phục vụ ông. Bây giờ tôi bảo ông sẽ chơi à. Sổ hàng nhưng mà không phải sổ hàng bất kỳ đâu. Tôi chỉ chơi sổ hàng cái sinh thôi. Chơi không? Nó chơi không? Chơi. Muốn phục vụ ấy. Chơi không? Chơi nhá. Này. Đâu nhá, bây giờ tôi sẽ bị chịu hình phạt nha. Chơi không? Nhớ bơi chỉ chơi lái sinh thôi. Mấy mọi người cùng đón chờ nhá. Ok. Bây giờ là sẽ đón chơi của mình nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ lên đón chơi mà mỗi người 3 lượt. 3 lượt để ok. Ông tính là như nhau, ông đá xịn 3 quả. Thì ông đá tiếp nhau thế này. Ai cứ vào 3 quả chơi cần. Cứ ai sỏ được 3 quả chơi là đúng không? Được, bây giờ cho ông đi trước. Bây giờ ông phải, ông xác định cái mục tiêu nào thì ông phải bảo vệ quay phim. Quay phim nhớ không? Ok. Rồi, chọn mục tiêu đi. Rồi, mình sẽ chọn mục tiêu đi. Bây giờ mình sẽ chọn mục tiêu đi. Mình sẽ tìm đối tượng và mình sẽ xóa. Có đấy, em nhìn, em tìm thấy một người đen xì xì nhưng mà trong mắt em thì là đẹp luôn ngoài. Cường ơi, đi kìa. Đó là mục tiêu của mình nha. Đâu? 4 người đang đi kìa. À, được. Fail đúng không anh? Fail đúng không? Fail. Đầu tiên của mình đã bị fail. Sẽ được đấy còn chung nhau mọi người á. Không biết chung được có fail của mình không? Hay là còn không đã được chung chân chị cơ. Ok, mọi người cùng xe cho mọi người á. Nói thử lòng thôi. Chơi à? Nói đi nhiều bạn này, nói xin nhiều bạn nhá. Hay là tôi giả vờ làm bê đều. Bắt đầu tôi còn mất kiểu tôi đi đâu cả nha. Phải báo nhá. Đấy. Mấy bạn với chị này. Qua rồi mà. Phải gần qua, mày. Fail. Qua mà. Này, khung sút xuống khung thành đúng không? Đập lên lẩy xuống đúng không? Nó có vào không vào gôn đâu. Đúng. Quay quái thì chạm rồi. Cả hai cùng fail. Bắt đầu đi rồi. Và tiếp theo dành cho Văn Anh. Cung cung, phải sinh không? Đúng nhất được đi. Tạm được anh ạ. Ờ, cho đi. Sau bọn này anh ạ, chia văng là sau bọn này anh ạ. Chia văng là sau. Được không Văn Anh? Bấy mới sinh á? Đúng. Ôi hả ơi, kinh đôi anh ơi. Con này nhân đôi hả anh? Đúng rồi. 4 điểm. Đây, anh bên đây phải luôn anh ạ. Này. Ok anh ơi, mũ vàng đi anh ơi. Mũ vàng đi anh ạ. Chung được không? Được, em duyệt. Hơi mặn tí mà thôi, tạm được anh. Kinh đôi à? Chung chung thừa nhận chưa? Em nhận kinh đôi.
Thì thôi đi. Có kim quả ở là quả này không? 4-4 thế bạn em quyết định nhá. Hai trường là thua luôn này. Vâng, xin chào bạn, đây là trận kết Champions League. Mình ở hôm nay vừa có lẽ là ai trượt là sẽ thua luôn này, không nói nhiều rồi. Trượt là thua luôn. Đến lượt tôi. Ngắm đi chung ơi. Áo trắng bên tay phải anh ạ. Áo trắng này, áo trắng áo vàng này. Thằng có vàng hả? Xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm. Không đồng ý, không đồng ý. Mấy chị đặt cửa gọi là máy bay chung có đi lại máy bay không? Không, em chưa có bằng. Đi lại máy bay đi. Chị váy hồng à, chị áo đen này. Chị váy hồng, chị áo đen này. Được. Có được không Văn Anh? Được. Ok, chào đây. Có mắt thẩm mỹ em. Không, xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm. Thế con này cho anh Hải quyết định. Con này cho anh Hải quyết định. Cho anh Hải tự chọn em. À, anh tự chọn đi. Okay. Anh Hải chọn thì thôi rồi đấy. Văn Anh. Đây. Em ai như đây rồi. Quần bò hồng kia, quần bò hồng kia. Mày là Hòa ấy ạ. Mày là Hòa. Con này vẫn là lượt quyết định ạ. Mày là Hòa đấy ạ. Không có cái gì chung đâu. Nào, lượt quyết định. Là anh chọn nào. Thôi để em, con này để em. Ôi giời, là để anh Hải chọn. Không, thế thì Gái tây nhá. Đây luôn. Gái tây mà ông. Tây mà. Có để chị tỉnh quá. Ông ở nhà mày tây chứ. Yeah. Gái tây có cần sinh không? Không cần. Không cần sinh à? Không cần sinh à? Chỉ cần là gái tây thôi. Gái tây rồi. Tây kiếm nó khó, còn sinh còn khó hơn anh ạ. Nên phải mắc luôn. Giờ chọn anh. Gái sinh nhá. Gái tây khó quá. Mày được à? Ờ, chơi đấy. Không biết.
chất anh em ơi. Bây giờ đến lượt mình nha mọi người ạ. Lần cuối của Văn Anh nhá. Con này trượt là bao nhiêu ăn kem nhá. Bạn nhìn thấy mặt đâu? Em chưa nhìn mặt. Tay này. Tay luôn đi. Đi đâu anh ạ? À? Anh nhưng mà khi đàn ông không tính. Khi đàn ông không tính. Khi đàn ông. Một thôi, khi đàn ông không tính. Khi đàn ông là được không 15 điểm. Không tính. Được không 15 điểm. Khi đàn ông không tính. Khi đàn ông không tính. Khổ thân Văn Anh quá. Tháo lên anh, tháo lên trước mặt này. Thôi anh ạ, thôi. Được không? Chơi nhá. Chơi. Đâu. Đi trước này. Không, thằng Văn Anh nó chọn đối tượng rồi. Nó không chịu. Đây là gu người đẹp của Văn Anh các bạn ạ. Chưa rồi. Và em chưa xong mà. Chưa rồi. Không, chưa rồi. Em chưa xong. Anh từng đấy mà. Anh đã nhìn đâu. Không, chưa rồi nhưng mà em nhìn thấy chưa rồi. Nhưng mà sao thích áo trắng cái chưa rồi. Biết là trượt rồi nhưng mà anh tưởng anh. Đây là gu người đẹp của Văn Anh cơ mà. Đây cơ mà. Anh đây nó chọn đây cơ mà. Chọn đây cơ mà. Sao nó sợ thì kia. Cho nó cái đồng. Sợ xương xương này thử. Đạt đồng nhất đâu. Đồng nhất à. Không tính. Anh chị đứng như này rồi xong mày xuyên qua thế thì ai tính? Chọn đối tượng khác. Anh đọc sau đâu, sau anh luôn. Tôi làm gì? Sao mình phạt? Bao nhiêu mày ăn kem anh ạ? Em chơi đúng không? Rồi, Văn Anh đã thua ở trong game nha các bạn nhá. Clip à? Clip đã xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Mọi người nhanh like, share, subscribe, đăng ký kênh. Ủng hộ mình lên 200k sub nha mọi người. Cảm mình lên 100k sub nha mọi người ạ. Kênh của mình là Văn Anh Lê Ba Freestyle nha mọi người ạ. Ok. Bye.